Casemiro đàm phán rời Manchester United sau màn trình diễn tệ hại trước Liverpool. Ngôi sao Casemiro của Man United được cho là đang đàm phán để rời câu lạc bộ theo dạng cho mượn. Trước đó, anh đã chịu vô vàn chỉ trích vì màn trình diễn kém cỏi ở trận thua Liverpool. Casemiro có thể gia nhập Galatasaray theo dạng cho mượn. Tiền vệ người Brazil hiện đang là tâm điểm chú ý sau màn trình diễn tệ hại trước Liverpool vào cuối tuần trước. Anh bị rút khỏi sân trong hiệp 2 sau khi mắc hai lỗi dẫn đến cả hai bàn thắng của Luis Diaz cho Liverpool. Những sai lầm này khiến khả năng Casemiro rời Manchester United đang cao hơn bao giờ hết. Theo Football Arena, nhà báo Ali Nasi Kukuk đã viết, Galatasaray cũng muốn tăng cường hàng tiền vệ. Casemiro nằm trong số những cầu thủ được liên hệ. Galatasaray đang đàm phán với Man United để mượn Casemiro trong một mùa. Sau trận đấu với Liverpool, huấn luyện viên Erik Ten Hag đã được hỏi về quyết định cho Casemiro rời sân. Ông nói, đó là điều mà đội bóng cần. Bạn biết đấy, khi bạn bị Liverpool dẫn trước 2-0, bạn phải chấp nhận nhiều rủi ro hơn. Các đồng đội tại Manchester United cũng thể hiện sự ủng hộ với Casemiro. The Sun tiết lộ, không ai chỉ trích Casemiro sau trận đấu. Nếu có điều gì đó ngược lại thì mới đúng và tâm trạng chung trong phòng thay đồ là mọi người đều phải cải thiện và làm tốt hơn. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục thi đấu tệ hại, Casemiro sẽ mất vị trí chính thức khi tân binh Manuel Ugarte đã sẵn sàng ra sân. Cầu thủ người Uruguay đã hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng nhưng chưa thể ra sân ở trận gặp Liverpool do quá sát giờ. Sau kỳ nghỉ quốc tế, Man United sẽ trở lại thi đấu tại Premier League bằng trận đấu trên sân khách với đội bóng mới thăng hạng Southampton.